Chào bạn, mình tên là Thanh Trâm, hiện tại là sinh viên năm 4 trường học Flick. Mình tên là Ngọc, hiện tại mình đang là sinh viên năm 4 của trường đại học Nơi Hay. Mình tên Quang, mình đang học năm 3 trường đại học Hoa Sen. Mình là Liễu, 28 tuổi. Tên Khánh, năm nay mình 20 tuổi và hiện tại mình đang học đại học kiến trúc năm 2. Có 1 năm rưỡi, 2 năm gì đó. Đang được 2 năm rồi. 2 năm rồi. Mình niềng răng đã được 18 tháng rồi. Niềng được 3 năm rồi và mình có vẻ là mình sẽ đi tiếp tục với lại cái niềng răng này, cho nên là mình vẫn phải giữ rất là kỹ. Rất là khó vệ sinh. Ăn uống không thoải mái. Mỗi sau khi mình ăn, mình phải đánh răng lại nữa. Khi mà mình ăn những cái món rau, những cái món mà rất là dai thì nó sẽ dính vô những cái khẽ niềng rất là nhiều. Mà mình đang ăn xong hay là mình gấp mình đi đâu gặp ai hay gì đó thì mình sẽ hơi bị tự ti tí xíu. Lúc mà cũng phải gặm miệng, không dám cười tươi ra. Mình có xài bàn chải kẽ. Mình chỉ nha Khoa. Cái bàn chải mà chỉ riêng dành cho răng niềng mà thôi. Và với lại mình sử dụng tăm nước. Mà tăm nước là mình xài ở nhà. Mình sử dụng mấy tăm nước gia đình ở nhà. Mình sử dụng vào buổi tối trước khi đi ngủ và buổi sáng. Thì nó hơi bất tiện, không có mang ra đường được. Mình có nghe về mấy tăm nước nhưng mà mình chưa có trải nghiệm. Mình chưa bao giờ nghe. Chưa, đây là lần đầu tiên mình nghe nói tới. Món này là món khó nhằn nhất á. Rồi à. Dạ, vậy thì bây giờ bạn có thể đảo ngược tùy tư chiếc camera được không? Ừ. Ôi trời, dính rất là ghê. Đây là cái mình rất là sợ. Khi mà đi ăn trong các cuộc họp gì đó, mình rất là ngại mấy cái món nó như vậy. Ok, vậy thì sau khi mà bạn đã ăn xong rồi thì mình sẽ đến với cái tiết mục đó, chính là giới thiệu với bạn về mấy tăm nước nhỏ gọn hơn và có khả năng làm sạch hết tất cả những cái mảng bám ở trên răng của bạn. Xí, phải ngậm miệng lại đúng không? Ừ. Ngậm lại em ạ. Cảm nhận đầu tiên của mình là nó rất là sạch, rất là dễ sử dụng mà nó không làm đau nốt của mình. Tiện, mang đi đâu cũng được. Là mình rất là bất ngờ. Rất là bất ngờ. Mới đầu thì mình sẽ nghĩ cái máy này nó sẽ không, cái lực nước nó sẽ không có bằng cái máy gia đình của mình. Đối với cái này thì mình thấy mình nghĩ là cái lực nước nó sẽ cũng đắt động mạnh như vậy, nhưng mà mình không nghĩ là nó lại khiến cho cái nước của mình nó không có bị đau cũng như không có bị chảy máu. Khi mà mình sử dụng ở cái mức bình thường nhất thôi, mức lâu thôi, thì nó đã thấy nó đã làm sạch cái mảng bám là cái bánh này rồi. Thiết kế nhỏ gọn như vậy á, nó sẽ hợp với cái việc là tôi xách theo tôi đi làm, nó sẽ nhanh hơn. Thì từ giờ mình đã có những cái giải pháp giả sử như nếu mà tôi ăn tôi cần phải đi gặp khách gấp hay gì đó không có bằng chải đó, thì có cái máy tăm nước cũng là hữu hiệu. Và cái điều đặc biệt quan trọng đó chính là nó có thể làm sạch tất cả các kẽ răng của mình rất là sạch, nên là mình khá là hài lòng về cái sản phẩm này. Nếu như mà mọi người có đeo răng niềng hay thậm chí không dùng niềng, mọi người vẫn có thể sử dụng cái này, tại vì thứ nhất nó rất là nhỏ gọn, nó rất là tiện. Mình sẽ cân nhắc về cái máy này. Cảm ơn bạn đã giới thiệu cái sản phẩm này tới cho mình, và hiện tại trong tương lai thì mình sẽ sở hữu một em. Mình công nhận là cái máy này nó tiện thiệt và nó rất là thú vị. Thú vị trời.